Môn em 10 này. Câu số 53. Câu hỏi như sau này. Khi mà cần phải đưa ra những quyết định quan trọng thì điều cần thiết là gì? Ở đây có cái từ là từ kiệt. Từ này mọi người cứ thấy là Hán tự là quyết đoán và mọi người dịch là quyết đoán, nhưng mà thật ra nó không hẳn mang mỗi nghĩa là quyết đoán đâu, nó còn mang nghĩa là kiến tê nhá, quyết định. Khi mà đưa ra những quyết định quan trọng thì chúng ta cần phải làm gì, đúng không? Thì chúng ta xem cái câu này. Đây, từ khóa là như thế này. Thì các bạn thấy là rõ ràng là ở câu đầu tiên người ta đã đưa ra cái vấn đề, đó là trong cuộc đời sẽ có những lúc chúng ta phải đưa ra những quyết định quan trọng. Đấy, ở câu ngay đằng sau nó cũng sẽ thể hiện cái thông tin quan trọng. Đây, các bạn thấy như người ta nói là gì nhỉ? Sonato kini ichiban yatte wa naranai no wa mawari no ike ni nagasarete shimau koto da. Những lúc như thế tức là lúc mà mình đưa ra quyết định quan trọng ấy, thì cái điều mà mình không được làm nhất đó là gì? Đó là không nương theo, đúng không? Không xuôi theo ý kiến của những người xung quanh. Đấy. Vậy thì dựa vào đây là các bạn có thể loại trừ bớt đáp án đấy. Loại trừ được mấy biết không? Chị bằng đi vào Loại được mấy? Ừ, đúng rồi, lại được Ichiban với Niban. Bởi vì Ichiban với Niban là sao nhỉ? Ichiban nói là gì đấy? tìm ý kiến của những người mà có thể Ờ, đúng rồi. Tìm ý kiến của những người có thể tin tưởng, không phải. Số 2 là gì nhỉ? Số 2 là lắng nghe một cách kỹ càng ý kiến của những người xung quanh, không đúng nhá. Đấy, loại trừ được ngay. Xong tiếp này. À, chúng ta thấy này. Người ta hỏi là điều quan trọng là gì, đúng không? Các bạn sẽ xem tiếp. À, cái câu đằng sau này thực ra chúng ta không cần quan tâm lắm. Chúng ta thấy là tất cả nó có cái từ chuyển hoặc là shikashi đây này. Đấy. Mọi người sẽ đọc cái câu đằng sau từ shikashi. Nó nói gì đây? Nó nói là nani yorimo taisetsu ni shinakereba ikenai no wa mazu wa shikkari to jibun no kimochi to mukiau koto da. Người ta bảo là cái điều quan trọng, đúng nhỉ? Cái điều mà chúng ta phải làm, chúng ta phải làm một cách coi trọng hơn tất cả những thứ khác ấy, đó là việc trước hết chúng ta cần phải mukiau. Các bạn có biết từ mukiau là gì không? Ừ. Mukiau là đối diện, đối mặt nhá. Trước hết là chúng ta sẽ cần phải đối mặt, đối diện một cách rõ ràng với cảm xúc của bản thân. À, vậy thì đây là điều quan trọng, điều cần phải làm. Vậy các bạn thấy là số mấy? Số 3 hay số 4? 4 Đúng rồi, số 4 4 đúng không? Số 3 là gì đấy? Số 3 là nói, đúng nhỉ? Nói cảm xúc của bản thân cho người khác một cách chân thành, không phải phải là mitsumeru nhá. Mitsumeru nó chính là mukiau. Đối diện. Từ mitsumeru bình thường nó là nhìn chằm chằm ấy. Đấy, nên là đúng đây phải là số 4. Rồi, như vậy là đã giải quyết được xong cái câu này. Bài này người ta nói này, trong cuộc đời có những lúc chúng ta phải đưa ra những quyết định quan trọng, và những lúc như vậy cái điều mà không được làm nhất đó là xuôi theo ý kiến của những người xung quanh. Đương nhiên là cái việc mà chúng ta mong cầu, chúng ta tìm lời khuyên từ những người có thể tin tưởng ấy là một điều, cũng không phải là một điều xấu. Thế nhưng mà cái mà chúng ta phải coi trọng hơn bất cứ thứ gì khác, đó là trước hết chúng ta cần phải đối diện với cảm xúc của bản thân, đó là bản thân mình muốn làm như thế nào, bản thân mình muốn trở nên như thế nào. Đấy, thì để có được một cái atarashi action, action là kodo, hành động nhá. Để có được một hành động mới ấy, thì đầu tiên chúng ta phải xác nhận cái cảm xúc của bản thân mình một cách chắc chắn đã. Nó giống như việc học tiếng Nhật ấy, muốn học một cái gì đó trước hết là mình phải xem mình có thực sự muốn không, mình có muốn mình trở nên giỏi không, chứ không phải là mình thấy người ta đăng ký mình cũng đăng ký theo, mình thấy người ta đạt điểm cao mình nghĩ là dễ dàng và mình phơi theo mọi người, không phải. Tất cả là ở mình hết. Tiếp theo này. Câu số 2. Câu số 2 là một bài tìm thông tin. Thì tương tự vẫn như là những cái bài khác thôi. Bài này nó vẫn làm theo cách giống như vậy thôi. Đó là cái điều muốn thông báo nhất qua cái bảng thông báo này là gì? Ichiban shiratetai. Thì các bạn sẽ tìm cái thông tin diễn tả cái chỗ đó. Nó chính là ở đằng sau nitsukimashite wa. Đấy. Và cái câu diễn tả cái hành động của người ta là chính là câu này. Vậy thì cái câu này sẽ là câu quan trọng nhất, chứa nội dung của đáp án. Đây, cái câu từ sai cây này cho đến đây, các bạn chỉ cần dịch đúng được cái này là bạn tìm được đáp án. Các bạn thử xem người ta biết gì nhá. Sai cây no kizitsu nitsukimashite wa, kore made
về thì nhờ về về việc về cái ngày mà triển khai lại ấy, đấy thì từ trước đến nay chúng tôi cứ nói đúng nhở, cái này có nghĩa là dùng, người ta đang dùng khiêm nhường ngữ nhé, bình thường là dùng đây, đây nó có thể hỏi trong phần ngữ pháp này, sẽ có luôn cho mọi người động từ gốc ban đầu là chữ tay đấy. Thì khi biến thành khiêm nhường ấy nó sẽ là ô này chữ tay ô này chữ tay này thứ tự nhá, ô chữ tay thứ tự là khiêm nhường ngữ. Tiếp theo chúng ta có là dạng tiếp diễn sẽ là ô chữ tay chữ tay imas, trong đó imas sự lại biến tiếp thành khiêm nhường ngữ tiếp là odimas, cho nên nó thành dạng như này. Có thể là người ta đã hỏi các bạn trong phần ngữ pháp đấy. Về cái ngày mà triển khai lại ấy, thì từ trước đến giờ chúng tôi vẫn thông báo là ngày 6 tháng 12, thế nhưng mà bởi vì cái việc Tennayoji, cái việc thi công ở bên trong cửa hàng nó bị chậm, cho nên là Taihen Katenagara, cho nên rất là, cho dù chúng tôi rất là mang tiếng là tự ý ấy, đấy, chúng tôi ích kỷ làm theo những gì chúng tôi tự sắp đặt đấy, nhưng mà cho phép chúng tôi chuyển sang ngày 9 tháng 12. Đấy, vậy thì đây là cái quan trọng nhất, các bạn nào xem nó là phần nào, nó là chỗ, nó là 1 2 3 4 các bạn, nó là mấy, 4 á, Ba. sao là 4 được, đúng không, 3 chứ, 3 mới chính xác chứ, đúng không, 3 nó bảo là gì đấy, cái ngày mà triển khai lại việc kinh doanh đúng nhỉ, của cái cửa hàng món Âu này bị làm sao, bị chậm đúng chưa, ban đầu là từ ngày bao nhiêu, ban đầu từ ngày 6 tháng 12, bây giờ Enki này, cái từ Enki này là họa sang thì chính là cách nói khác của Okunedu đấy, họa sang ngày 9 tháng 12, nên là đúng nhất ở đây phải là số 3. Còn số 4 tại sao viết sai không, số 4 nha, số 4 nói là cái lịch trình thi công của cái lịch trình thi công bên trong cửa hàng đã được quyết định. Nào ở trên này chúng ta có biết được cái lịch trình thi công không các bạn, Chị cái nào lịch trình thi công là cái gì, thi công từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu đúng không, cụ thể trong quá trình đấy là làm những gì, đây đâu phải là lịch trình thi công, cái ngày giờ đây là cái ngày giờ gì, em ta ban đầu định thông báo ngày là giờ này là ngày giờ triển khai lại cái hoạt động kinh doanh đúng không, đâu phải là ngày giờ bắt đầu thi công đâu, người ta chỉ nói chung chung là cái việc thi công bị muộn thôi, cho nên nói là lịch trình thi công được quyết định là sai đấy, đúng ở đây phải là số 3 nhá. Còn câu 1 nào, câu 1 nó bảo là cái cửa hàng này, cái nhà hàng này nó sẽ nghỉ tạm thời và di chuyển đi nơi khác, câu này đúng hay sai các bạn, cái này về mặt nội dung là đúng hay sai, đúng. này về mặt nội dung là đúng đúng không, đúng rồi, nhưng mà nó sai vì sao, Nó sai vì cái này nó đã được thông báo từ trước rồi. ừ, đúng rồi, cái này là phần gì nhỉ, cái này là phần bối cảnh đúng không, ở đầu tiên đấy không phải là cái thông, cái muốn nói nhất, nên là chúng ta sẽ loại trừ nhá, nội dung đúng nhưng không phải điều muốn thông báo nhất. Câu 2 này, đó là cái nơi mà sẽ chuyển đến của cửa hàng này đã được quyết định, cái này đúng hay sai về mặt thông tin, về mặt thông tin là đúng hay sai mọi người, về mặt thông tin là đúng, đúng rồi, ở đâu, ở đâu biết không, ở dưới, đúng rồi, ở dưới nhá, ai ở dưới có ghi cụ thể chi tiết đây, thế nhưng mà sẽ sai bởi vì đây không phải là cái muốn nói nhất đúng không, đây là thông tin bổ trợ thêm thôi, cái điều cái người ta muốn thông báo nhất ấy, nó phải nằm ở cái mục Pitsukimashite và diễn tả cái hành động người ta gì đây nhỉ, người ta xin phép được làm, thì nó phải là số 3 mới là chuẩn chỉnh. Ở dưới đây này là một cái thông báo mà một cái nhà hàng đăng lên trang chủ nhà hàng món Âu này, ngày 10 tháng 11 năm 2014, cái thông báo quan trọng về việc di dời. Mọi người lưu ý cho trên đây cái từ y tế nhé, cái từ này là nó là một từ vựng của N2, thậm chí có thể coi là N1 đấy, mặc dù Hán tự là di và chuyển, nhưng các bạn không bao giờ các bạn được nói là một người nào đó di chuyển, các bạn dùng ví dụ các bạn nói y tên stick là sai, không bao giờ được nói như vậy, cái từ y tên này ấy, là di rời, tiếng Việt mình sẽ dịch là di rời hoặc là chuyển, nó sẽ là đằng trước là sẽ là các cái từ chỉ địa điểm, ví dụ như là chuyển cửa hàng này đấy, chuyển chi nhánh này vân vân, chứ các bạn không được phép nói là mày di chuyển vào đây y tên stick là sai, là không được nói, muốn nói như vậy các bạn phải dùng từ idle, chữ di động.
Đấy, nó khác biệt giữa hai cái từ là như vậy, với lại khác với tiếng Việt là như thế. Theo như chúng tôi thông báo vào mùng 1 tháng 10 ấy, thì nhà hàng món Âu Leonardo này sẽ gì nhỉ? Bởi vì chuẩn bị cho công tác di rời cho nên là sẽ nghỉ tạm thời vào ngày cuối tháng 11. Còn về ngày mà sẽ mở lại thì trước giờ chúng tôi vẫn thông báo là ngày 6 tháng 12. Thế nhưng mà bởi vì là sự chậm trễ thi công trong cửa hàng cho nên là chúng tôi xin phép được rời sang ngày 9 tháng 12. Rất là gì nhỉ? Chúng tôi hơi tự ý, hơi ích kỷ nhưng mà chúng tôi xin phép được làm như thế. Rất là xin lỗi bởi vì đã gây phiền phức cho quý khách hàng. Xin lỗi nhưng mà chúng tôi mong được sự hiệp lực đúng nhỉ? Mong được sự hiểu cho, thấu hiểu cho thông tin của cái nơi em chuyển tới là ở bên dưới nhé. Đúng ở đây phải là 3. Tiếp theo này, câu số 3. Bình thường ấy, 5 bài 5 bài đọc gì nhỉ? 5 bài đọc ngắn đúng không? Nó sẽ thường có hai bài đọc tìm thông tin cho loại văn ngắn. Thì thường các năm nó sẽ là hai cái bài dạng như này, dạng email và thông báo. Nhưng mà cái này nó lại khác đi một tí, nó lại biến thành một bài viết, bài ký sự đấy, nó có con số cái thứ này. À, mà thế nhìn thấy là nhiều bạn là chọn sai câu này. Cái này nó có khá là nhiều số, chúng ta phải để ý kỹ một tí. Nếu chúng ta nhìn số chúng ta cứ suy ra là chúng ta sẽ thấy nó đúng. Các bạn nhìn nhé, câu hỏi này, câu hỏi người ta bảo là về cái tỷ lệ người mà trả lời là muốn sử dụng hoặc là ya ya là có nghĩa là cô xin hơi hơi cũng gọi là tạm tạm muốn sử dụng một chút cái công ty hàng không giá rẻ từ nay về sau ấy. Đấy, như Việt Nam là sẽ là Vietjet đấy. Thì cái điều mà chúng ta hiểu được từ cái bản tin trên, cái bài báo trên, cái mẩu tin trên là gì trong số bảng này cá nhá. Đây, mọi người nhìn thấy. Vậy thì các bạn thấy này, nó xuất hiện cái cụm từ Neostyle từ đây đúng không? Như vậy là gần như chúng ta sẽ không cần phải quan tâm đến cái đoạn phía trước. Đấy, gần như là bớt đi được tận gần nửa thông tin đúng không? Đoạn còn lại bắt buộc chúng ta phải đọc thật kỹ thì chúng ta mới có thể tìm được cái phương án chính xác. Mọi người thử xem câu này người ta nói cái gì nhá. Kết quả này, kết quả là tỷ lệ người mà trả lời là muốn sử dụng hoặc là muốn cũng gọi là tạm tạm muốn sử dụng hơi hơi muốn sử dụng ấy thì nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 29, hay 20 đai có nghĩa là U30 có nghĩa là 20 đến 29 đấy là nhiều nhất. Đấy. Tiếp theo này. Tiếp theo là nam giới từ 40 đến 49 nhá. Xong là 30 đến 39. Đấy, xong là nữ giới là 20 đến 29. 30 đến 39. Đấy, lần lượt theo thứ tự là như vậy. Mặc dù theo thứ tự là như vậy nhưng như thế demo yeah, thế nhưng mà cái nào tất cả những cái được liệt kê ở đây ấy, cái nào cũng đều cao khoảng mức là 70%. Đấy. Câu tiếp theo này, người ta bảo là còn trong độ tuổi từ 50 hoặc là 60 ấy, có nghĩa là từ 50 đến 59 và từ 60 đến 69 ấy thì cả nam và nữ này, đấy, cái tỷ lệ nó đều hơi hơi giảm đi. Thế nhưng cho dù là những cô gái trong độ tuổi từ 40 đến 49 là thấp nhất thì cũng han sứ cô ấy tào. Cái này có thể nói là cái từ rất quan trọng để chúng ta chọn đáp án. Thấp nhất là cũng vượt quá một nửa. Vậy thì đúng ở đây sẽ phải là mấy? Một đúng không? Một là gì đấy? Từ bt nó c bê sự đúng không? Cái này phải là chắc là c bê sự cái chữ ấy, cái chữ tính chứ còn chữ này là sinh sinh biệt này có nghĩa là biệt ly trong lúc còn sống rồi. Đây chữ này phải đúng nhá. Ở đây nhờ, ở tất cả mọi lứa tuổi hay là giới tính thì đều từ 50% trở lên đúng không? Cái thấp nhất là đã trên một nửa rồi thì rõ ràng là mọi cái đều là từ trên 50 trở lên. Câu 2 nhá, câu 2 xem sai đâu nhá. Trong độ tuổi 20 và 30 này, thì gọi là U nhá. U thì lại thành U30, U40 nhỉ. Còn từ 20 đến 29 với từ 30 đến 39 này thì cả nam và nữ đều khoảng đều trên dưới 70%. Câu này sai đâu các bạn biết không? Câu này sai đâu? Nam nam 20 ấy, nam từ 20 đến 29 có phải 70 không? Ừ? Chín Đúng rồi, tận 91 cơ mà, hơn rất nhiều, không thể nói là dê ngộ được đúng không? Không thể nói là vậy là khoảng 70 được, sai.
gạch luôn nhá. Còn lại những khác nếu các bạn để ý là đúng đấy, nhưng mà mất thời gian. Ví dụ nam 30 các bạn thấy này, đây nam 30 đây đúng là 70, nữ 20 hay là 30 đều là 70 nhá, nhưng mà cái nam 20 là không có mã loại. Câu 3 nhá. Danjo tomo tanju dai yori 40 dai no hoga wari ai ga takai, cả nam và nữ thì cái tỷ lệ ở từ 40 đến 49 cao hơn từ 30 đến 39. Câu này sai đâu mọi người? Chúng ta xét từng cái một, nam đúng không? Nam 40 có cao hơn 30 không? Nam 40 và 30 như thế nào? Nhau. Nó gần gần bằng nhau đúng không? Thật ra là 40 cao nhất là 20, xong đến 40 xong đến 30. Đấy, có nghĩa là 40 vẫn cao hơn thật. Nó xếp theo thứ tự mà. Nó là khoảng 70 thôi, nhưng mà có thể là 75, cái này là 72. Nhưng mà sai là nữ, nữ này. Nữ là có phải là 40 hơn 30 không? Nữ 40 là sao đấy? Một tốt một hì cười đúng không? Nữ là thấp nhất nên là chúng ta sẽ loại trừ nhỉ. Không phải nha. Sai này, câu 4 nhá. Câu 4 là cả nam và nữ thì tuổi càng thấp thì tỷ lệ càng cao. Câu này sai đâu mọi người biết không? Câu này sai đâu? Có phải theo thứ tự như vậy không? Có phải là tuổi càng thấp thì tỷ lệ càng cao? Rõ ràng là nữ nó đang hơi linh tinh đúng không? Đúng không? Các bạn thấy này, nữ là 20 này, 30 này, đúng không? Sau lại 50, 60, sau lại 40. Đấy. Cái thấp nhất lại là 40, chứ không phải là như thế này, nên là câu này là câu sai nha. Đấy. Đúng ở đây phải là Ichiban. Rồi chúng ta xem người ta viết gì nào. Dưới đây là một bài học sự liên quan đến một cuộc điều tra nọ này. Gần đây ấy, có vẻ như là cái sự quan tâm được gì nhỉ? Được hướng tới, đúng nhỉ? Sự quan tâm cao độ được hướng tới một cái công ty hàng không giá rẻ. Ở một cuộc điều tra nọ ấy, thì người ta đã hỏi, người ta hỏi này. Người ta hỏi là từ nay về sau ấy có muốn sử dụng cái công ty hàng không giá rẻ không? Người ta hỏi những người khảo sát là nam và nữ trong độ tuổi từ 20 đến 60, những người mà đã sử dụng máy bay để về quê hoặc là để đi du lịch trong nước trong một năm nay, và kết quả là như này, đoạn sau dịch hết rồi nhá, cho nên là bỏ qua. Tiếp theo này, câu số 4. Câu số 4 này trên giấy là rất là nhiều bạn sai, hình như là sai nhiều nhất trong 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 bốn bài đọc ngắn, năm bài đọc ngắn nãy CC vừa xem kết quả. Nhưng mà thực ra câu này rất dễ các bạn thử nhìn mà xem này. Kono bunshou ni yoru to aisatsu kodou ga yoku mirareru no wa dono yo na chudan ka. Câu hỏi là theo đoạn văn trên ấy thì cái tập thể đúng không? No này thay cho từ chudan nhá. Cái tập thể mà chúng ta thường nhìn thấy đúng không? Cái tập thể mà cái hành động chào hỏi được nhìn thấy nhiều nhất, thường được nhìn thấy ấy, là tập thể như thế nào? Đây, thì các bạn phải hiểu được cái gọi là cái gì nhỉ? Cái hoạt động, cái hành động chào hỏi thường được nhìn thấy nó đồng nghĩa với cái nào ở đây các bạn biết không? Nó đồng nghĩa với cái cuối cùng đây này. Aisatsu kodo ga hatatsu. Hatatsu là phát triển. Phát triển có nghĩa là thường xuyên. Đấy, cái hai cái này bằng nhau. Vậy là chúng ta có thể gì nhỉ? Chúng ta có thể dựa vào cái câu này để chọn luôn. Câu này nó hơi dài, đằng trước nó nói này. Sore ni hanshite chimpanzee shakai dewa chudan kara ukeru sokubaku ga chisaku koutai no kodo no jiyu do ga ookii no de dogo no koutai kanke o yūkōteki ni tsunagu tame ni. Nó nói là trái ngược lại cái đó. Cái đó là cái gì chúng ta chưa cần quan tâm bộ nhá. Cái thông tin nó quan trọng nó chỉ ở đây thôi này. Đối lập lại, trái ngược lại với cái đấy thì ở trong xã hội của con chimpanzee, các bạn biết con chimpanzee là con gì không? Con tinh tinh đúng rồi. Ở trong xã hội con tinh tinh ấy thì sao nhỉ? Thì cái sự tổ cơ bác tự là sự trói buộc này. Cái sự trói buộc mà nhận từ cái tập thể nó nhỏ. Đấy. Cái sự trói buộc ở đây người ta giải thích là sự tege là sự giới hạn. Cái sự giới hạn, cái sự ràng buộc từ tập thể nó nhỏ. Cái độ tự do hành động của các cá thể lớn. Vì vậy cho nên để kết nối mối quan hệ giữa các cá thể một cách tốt đẹp, một cách hữu hảo, thì cái hành động chào hỏi nó phát triển.
Đấy, vậy thì chính là cái xã hội con tinh tinh là xã hội có đặc điểm như thế nào trong bốn cái này, tự nhìn kỹ như thế nào là thế nào. Cái nào chứa thông tin ở trong cái đoạn vừa đọc đấy, có hai cái chứa thông tin đấy à, là mấy vì mấy bạn biết không, và nó cũng sẽ là hai cái đáp án mà sẽ gây hai phương án mà sẽ gây nhầm lẫn cho các bạn, mấy và mấy sẽ gây nhầm lẫn có biết không. 3 4 ạ. Đúng rồi, 3 4, bởi vì 1 2 là gì nhỉ, 1 2 là không đề cập đến trong cái đoạn vừa rồi. Câu 1 nó bảo là cái tập thể mà số lượng các thành viên ít, không phải. Số 2 là tập thể mà các thành viên tập hợp lại để hành động, không đúng. À, cái vấn đề ở đây là 3 hay là 4 đúng nhỉ? 3 này. Cái tập thể mà mối quan hệ giữa các thành viên nó tốt đẹp, và 4 là tập thể mà cái hạn chế hành động nó ít. Đây, rõ ràng là thấy là nó nhắc đến cả hai cái đúng không? Nhưng mà cái số 3 sẽ là cái sai, mọi người có biết lý do tại sao số 3 sai không? Cái số 3 nó là gì? Cái số 3 có phải là đặc điểm của cái tập thể đấy đấy không nhỉ? Không, về mục đích. Rồi, chính xác. Cái số 3 là mục đích. Tại sao lại là mục đích? Tại mình ý, đúng không? Để được như vậy. Đấy, cho nên đấy là mục đích thôi chứ không phải là đặc điểm nhá. Còn đặc điểm ấy, nó phải là cái câu này này. Đây, người ta nói rõ ràng là ở trong sau cái này, cái đặc điểm là phía trước. Vì vậy cho nên, vậy thì cái nào đồng nghĩa với lại cái độ tự do hành động lớn? Chính là gì đấy? Giới hạn hành động nhỏ ít đúng không, hoặc là nhìn luôn cái câu sukubaku này này, và sukubaku chính là tegen, nên là chọn ngay được đáp án đúng là số 4, đáp án chính xác. Câu này là người ta viết về sự so sánh giữa loài gorilla kỷ lục với lại con tinh tinh. Người ta bảo này, câu đầu tiên nhé, câu đầu tiên khó dịch phết đấy, dài. Từ nô này, đuôi là kara này, thì từ nô này nó sẽ chính là từ cái nguyên nhân hoặc là lý do. Người ta đang đưa ra một cái lý do cho một cái sự việc nhá. Daro này chính là Daro, là có lẽ cái lý do mà này, cái lý do mà ở cái con gorilla, con khỉ đột đấy, là con mà nó mang cái trí năng trí tuệ tương tự như ở cùng mức độ với con tinh tinh đấy. Ở cái con gorilla này nó lại rất là ít cái chủng loại đúng nhỉ, nó rất là ít chủng loại hành động chào hỏi, tức là giữa những con này nó không có cái việc chào hỏi lẫn nhau, hoặc là có rất là ít. Cái lý do đó là gì? Đó là con gorilla nó sẽ tạo ra một cái nhóm nhỏ đấy, nó tạo ra một cái nhóm nhỏ nhá. Cái nhóm nhỏ này ấy, nó được hình thành, Matomata là được tập hợp, được hình thành. Yorinaru chính là Karanaru này, được hình thành từ một con đực và một vài con cái. Và Chudango member ga Hanare Banare Ninatte Sekatsu Kotoga này, và sẽ không có chuyện là các thành viên ở trong nhóm đấy nó sống rời rạc riêng rẽ với nhau. Đấy, có nghĩa là cái bọn Gorilla, bọn kỷ lục đấy, nó chỉ có ít con và nó sẽ sống trong một tập thể rất là ít, nó không tách rời nhau. Ngược lại với con gorilla thì ở trong xã hội của loài tinh tinh ấy, bởi vì là cái ràng buộc chịu từ tập thể nó rất là ít, rất là nhỏ, cái độ tự do hành động của các cá thể nó lớn, cho nên là để kết nối mối quan hệ giữa các cá thể một cách tốt đẹp thì nó sẽ phát triển cái hành vi chào hỏi. Có nghĩa là ở trong một cái xã hội mà gì nhỉ, mà độ tự do lớn quá ấy, đấy, thì thường là nó sẽ không gắn kết với nhau, và để gắn kết với nhau ấy, nó sẽ gì nhỉ, nó sẽ thực hiện cái phương thức này, nên là đúng là 4 nhá. Cái đoạn cuối này, đoạn cuối này nói về Akiru là gì các bạn? Chán ngán. Akiru nói về chán đúng không? Akiru koto nitsuite kisha wa dono yo ni kangaeteiru ka. Về cái việc mà chán ấy thì tác giả đang nghĩ như thế nào? Câu hỏi như này thì chắc chắn là phải đọc hết rồi, cả cách nào khác.
Chúng ta xem người ta viết cái gì nhá. Người ta bảo là koto gara ni mo yo đừng đó, có nghĩa là tùy vào từng sự vật hiện tượng đấy. Thế nhưng mà thông thường ấy, thông thường này, người ta thường nghĩ theo cái kiểu như sau, đó là cái người nào mà à, kia đây có thể hiểu là akiyasu nhá, những người nào mà nhanh chán ấy thì là những người hạ đẳng, còn những người nào mà không chán thì là sẽ là những người thượng đẳng. Đặc biệt là trong trường hợp cái đối đối phương, cái đối tượng là sách vở này, cái đối tượng mà mình tiếp xúc ấy, ví dụ như là mình với cuốn sách đúng nhỉ, cái này đọc là show muốn, đặc biệt khi cái đối tượng mà mình trở nên chán là cái cuốn sách, cái đối tượng mà mình có cảm xúc với nó là cuốn sách, thì này à cái được cô tổ à quá cô tổ tô sai số cả tô và ra mát tê, thì ngay từ đầu nó đã có một cái đánh giá, đó là chán là điều xấu, có nghĩa là nếu mà bạn chán sách vở ấy thì đó là một điều không tốt, một điều xấu. Nhưng Shikashi này, ra bạn nào mà tinh ý thì thấy là thường là những cái quan trọng là đằng sau Shikashi đúng không, gần như có thể coi là trước này không quan trọng mấy, đọc mỗi cái đằng sau cũng được. Thế nhưng mà này, Ningen no seishin no seichou wa shibashiba akiru という形で現れることがある。Thế nhưng mà cái sự trưởng thành trong tinh thần của con người ấy thì cũng có lúc nó được thể hiện dưới hình thức là cái sự chán nản. Đấy. Người ta định nghĩa nhá. Chán nản ấy nó có nghĩa là gì? Chán nản nó có nghĩa là những cái thứ mà từ trước đến nay chúng ta thấy thú vị, bây giờ nó trở nên không còn thú vị nữa. Đấy. Giống như là mình ngày xưa rất là thích đọc truyện tranh Conan hay là Doraemon, bởi vì xem phim hoạt hình đúng không? Bây giờ bớt rồi. Mình chán có nghĩa là những cái thứ mà trước đây mình từng thấy nó thú vị, bây giờ nó không thú vị nữa, và nó phản ánh là cái tinh thần, cái tâm lý của mình đã có cái sự trưởng thành trong đó. Và gì nhỉ? Và cũng có thể nói rằng là gì đây? Nó không còn phù hợp với lại cái từ này có nghĩa là bánh răng, cái bánh răng tâm lý của mình. Người ta viết theo kiểu hơi gọi là mỹ miều trừu tượng thôi, có nghĩa là không phù hợp với cái cảm xúc của mình nữa. Bây giờ các bạn xem cái nào phù hợp này. Câu 1 này. Akiru koto ga seishin no seichou kimetsu koto mo aru. Đôi khi cái việc mà chúng ta chán cái gì đó ấy, cũng thể hiện cái sự trưởng thành của tinh thần. Đúng luôn đúng không? Thực ra là ngay sau câu Shikashi. Đây. Câu này nhá, trong đó các bạn thấy có dạng ikae, đó là arawareru sẽ giống như là kimetsu. Câu số 2 này. Câu số 2 người ta bảo là cái mà cái việc mà chúng ta dễ chán ấy, nó là một cái biểu hiện của cái ấu trĩ ngây thơ non nớt. Không phải, nói như này thì có nghĩa là đây đang phê phán rồi. Sai. Câu số 2. Nhưng mà sẽ có bạn chọn 3. Câu 2 chắc là ít bạn chọn, nhưng mà sẽ có bạn chọn 3. Bởi vì các bạn bảo là khi con người trưởng thành, hoặc là để con người trưởng thành thì sẽ cần phải có cái sự gọi là chán nản. Câu 3 tại sao sai người? Ôi, chị nào. Đúng rồi, không nói đúng không? Người ta chỉ bảo là chán nản ấy nó thể hiện rằng là chúng ta đang trưởng thành, chứ không phải nói là cái đó là cái cần thiết. Cái này hoàn toàn là suy diễn. Đây là ba sai nhá. Câu số 4 này. Trong lúc mà cái tinh thần của chúng ta tiếp tục trưởng thành phát triển ấy thì sẽ không có sự chán nản. Sai, cái này là chắc chắn sai rồi. Nhưng mà cái mà gây nhầm lẫn, gây nhiễu sẽ là số 3. Đấy, 3 và 1. Thì lưu ý ở đây đúng là chỉ bằng.